Thể thao bóng đá nhận định trước trận đấu Thanh Hóa vs Viettel, cuộc chiến tay ba trong cuộc đua vô địch. Tại vòng 5 giai đoạn 2, Thanh Hóa sẽ được chơi trên sân nhà gặp đối thủ đua vô địch cạnh tranh trực tiếp với họ là Viettel. Với cách biệt chỉ là một điểm, đây được đánh giá là một trận cầu bản lề trong cuộc đua vô địch của cả hai đội. Đội nào thắng sẽ thắp lên hy vọng chiếm ngôi đầu, đội thua coi như đầu hàng ở cuộc đua tứ mã bởi trước mắt họ chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Đội đang thất thế hơn là Viettel khi họ kém Thanh Hóa, Công an Hà Nội và Hà Nội lần lượt 1, 2, 3 điểm. Một khoảng cách mong manh như vậy, tất cả sẽ bị san lấp chỉ sau một trận thắng. Nhưng thắng được Thanh Hóa thực sự là bài toán nan giải, đặc biệt khi đội này được hậu thuẫn bởi lực lượng lớn NSN. Trong khi đó, phong độ xa nhà của Viettel khi xa nhà là khá đáng lo. 4 vòng gần nhất ở V-League, câu lạc bộ này chỉ giành được 5 phần 12 điểm tối đa, gồm trận thua 0-2 trước chính Thanh Hóa. Phong độ, lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs Viettel, đây là màn đụng độ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch khi cả hai vẫn đang nắm cơ hội lớn. Thanh Hóa, đội được coi là kẻ ngoại đạo, chen chân vào cuộc chiến tay ba giữa ba đội bóng đặt đại bản doanh tại thủ đô, đang âm thầm tiến bước. Sau giai đoạn thi đấu không như ý, Thanh Hóa đã hồi sinh. Đội bóng này thi đấu tốt hơn trông thấy với 3 trận bất bại gần nhất gồm 3 thắng và 1 hòa. Thanh Hóa không thủng bàn nào trong giai đoạn này. Nhờ đó, họ đã âm thầm bám sát nhóm đầu. Trong khi đó Viettel đang có dấu hiệu chững lại. Từ chỗ giành 5 chiến thắng liên tiếp, 3 vòng gần đây đội bóng này đã mất tới 4 điểm. Viettel không thua, vẫn duy trì mạch 5 trận liền không thủng lưới. Nhưng những kết quả hòa cũng khiến họ hụt hơi ở chặng đường vô địch.